Miệt thử check-in ngày giãn cách, ai ở đâu ở đấy tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh mà mọi người đang xem là toàn cảnh người dân khắp mọi miền đất nước, những người đang mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh mấy tháng nay quyết định chạy xe máy về quê tránh dịch. Ngày 15 tháng 8, nhiều người dân đi xe máy ở nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Gia Lai, chở theo vali ba lô, lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh ra quốc lộ để về quê. Do lượng phương tiện đông nên các tuyến đường này ùn ứ kéo dài. Cụ thể tại khu vực cầu vượt Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người chở theo vợ, con nhỏ đi thành từng đoàn. Lực lượng chức năng đã dùng loa yêu cầu người dân quay trở về và tuân thủ quy định giãn cách để phòng chống dịch Covid-19. Tại khu vực xa lộ Hà Nội, hàng ngàn người dân cũng tìm cách di chuyển qua các chốt trạm để về quê. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn tập kết ở khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đông mới. Phần lớn người dân sau khi được lực lượng giải thích đã chấp hành và điều khiển xe trở về nơi ở. Gần 15 giờ cùng ngày, tại các chốt trạm đã không còn cảnh tập trung đông người. Và lý do người dân tự ý về quê tránh dịch bằng phương tiện là xe máy đã được Mỹ Thứ ghi nhận nhiều nhất là mấy tháng nay bị thất nghiệp, cuộc sống trở nên khó khăn, không làm ra tiền nên nợ tiền trọ, chủ trọ lại không cho nợ nữa nên đành phải chạy liều về quê. Thì em cứ ra quốc lộ 1A và vượt Linh Xuân thì thấy mọi người đi thì em cứ đi theo vậy thôi. Với tình hình của em giờ không thể đăng tải ở trong cái Sài Gòn này. Từ lúc đợt dịch tới giờ thì bọn em cũng ở nhà không có, cũng theo chỉ thị 16 là giãn cách. Nhưng cứ đợt này sang đợt khác thì bọn em không gồng được. Biết là sợ vậy nhưng đều bắt buộc tình thế bọn em phải về. Nghĩa là như bọn em khó khăn qua mấy tháng rồi. Hồi xưa là đi làm về còn tối còn chạy đi chạy đi làm thêm kiếm thêm tiền đúng không? Giờ hơn hai tháng rồi không làm được cái gì luôn á. Tiền công ty cũng không có lương, nghỉ việc không lương, giờ chạy xe không nghề cũng không chạy được luôn. Nên bọn em chỉ muốn về quê thôi. Nhưng mà có về nhà cách ly xong 14 hay 21 ngày về nhà với bố mẹ đó. Thì người nhà mới lo cho mình, ở quê thì cuộc sống nó cũng đơn giản hơn, ở trong này chi tiêu thôi, nhiều cái thứ quá. Nên bọn em không kham nổi. Giờ bọn em ba người cả con nhỏ nữa, đủ sống luôn anh. Giờ thì chỉ làm sao cho cái bước đường cùng thôi, bọn em phải vay tiền đi tết đồ để đi về, chứ không bước đường cùng không có tiền, không có luôn á. Đồng cảm với những hoàn cảnh thực tế của người dân xa quê lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày dịch bệnh bùng phát, nhiều cộng đồng mạng đã bày tỏ mong sao bà con tứ xứ đang mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ kịp thời, bởi thời gian dịch bệnh kéo dài thật sự là cực chẳng đừng mới buộc bà con rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh thân yêu mà thôi. Nhiều khi bà con muốn chấp hành nghiêm các chỉ thị của thành phố nhưng hầu hết họ đều là công nhân, lao động tự do, không có lương, không có việc làm, giờ chi phí đổ lên đầu, phải lo ăn uống từng bữa thì phương án đi hàng nghìn km về quê là lựa chọn cuối cùng. Chính quyền các cấp xin hãy đặt mình vào vị trí của những người lao động này. Đừng chỉ quan tâm đến dịch mà bỏ rơi họ, hãy đưa họ về nhà. Các tỉnh thành xin hãy nhanh chóng tạo điều kiện đón công dân của tỉnh mình về quê tránh dịch. Làm việc có tổ chức sẽ ổn hết thôi, chứ ở lại cầm cự không nổi thì sẽ có rất nhiều hệ lụy có thể xảy ra. Tôi ủng hộ để người dân trở về quê hương của họ, giữ họ lại thành phố thì thành phố cần phải có phương án lo được cuộc sống cho họ. Và trong hàng triệu bình luận dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội, không khó để đọc được những tâm sự chân tình của những người dân gốc Sài Gòn. Một người bạn của Miệt Thứ là anh Hà Quốc Đại đã viết: Đại ít khi nào viết status lúc nửa đêm, nhưng hôm nay khi lướt Facebook một loạt avatar đổi màu đen, rồi xem những hình ảnh chỉ thấy chỉ thị 16 cộng lại gia hạn thêm một tháng. Chúng ta đang lâm vào tình thế tiếng nói lưỡng nan. Những người lao động nhập cư muốn về quê vì đã 2-3 tháng ở tại Sài Gòn, mảnh đất vốn dĩ hiền hòa và đùm bọc tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người, nay ngày càng trở nên buồn bã bởi dịch bệnh. Giờ họ ở đây bao nhiêu thứ chi phí, tiền trọ, tiền ăn, xăng xe, thuốc men đủ thứ, phải gồng gánh mà giờ họ không có khả năng, chỉ muốn về với gia đình và giảm bớt áp lực cho Sài Gòn, xét về tình và lý là điều đúng. Chính quyền thì lo lắng họ về quê mang theo mầm bệnh, rồi sợ rằng các tỉnh thành lân cận và khắp nơi bùng dịch như Sài Gòn, nơi tôi sinh ra và lớn lên, suy nghĩ đó cũng đúng. Vậy thì câu trả lời cho chuyện này là cho đi hay không được đều khó xử cho cả chính quyền lẫn người dân. Tại mỗi ngày trôi qua, mọi người đều sống trong sự lo lắng, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Viết status này nhìn những tấm hình thấy thương mà rớt nước mắt. 1 giờ 12 phút sáng 16 tháng 8 2021, Hà Quốc Đại. Và chị Tú Anh Đặng, một người con của Sài Gòn, cũng đã chia sẻ:
Có ai từng sống cạnh trong tài khoản ngân hàng không còn một đồng nào chưa? Nhưng lương thì không có 3 tháng nay, xong vẫn phải đóng tiền thuê nhà, tiền điện, nước, tiền ăn uống, xăng xe, thuốc men, rất nhiều chi phí khác. Nếu phải sống trong hoàn cảnh như vậy mới thấu hiểu được hết cái gọi là đường cùng của những người dân lao động đến từ các tỉnh thành cả nước hiện nay. Bản thân mình chỉ có một mình mà còn mệt mỏi với các chi phí như vậy, huống chi là những người dân lao động đúng nghĩa, không có thu nhập hay khoản tiền trợ cấp nào. Sao nhiều người không bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông và thấu hiểu? Nhiều người lên án dân lao động sao không ngồi im một chỗ mà ùn ùn về quê trong lúc tình hình dịch bệnh như vậy. Xong có bao giờ hỏi, không về quê người ta biết sống bằng cái gì bây giờ không? Hay muốn họ kéo nhau ra đường ngồi chờ chết, chết bờ chết bụi? Còn ai may mắn hơn có cái nhà trọ thì nằm ở trong nhà mà chờ chết đói sao? Ai mà không sợ dịch bệnh, ai mà không sợ chết, nhưng khi họ bị dồn vào đường cùng mà không có cánh tay nào giúp được, họ phải tự mình tìm cách lo cho mình và gia đình thôi. Nhiều người vô cảm thật sự, không giúp được ai, cũng không nói được những lời gì tử tế. Xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Và những dòng chia sẻ thẳng thắn và rất thực tế trên đã mang đến cho Miệt Thứ thật nhiều cảm xúc. Tất cả chúng ta, những ai đang ngồi ở nhà, vẫn duy trì được cuộc sống cơm ngày hai bữa, xin hãy suy nghĩ và ý thức vào từng bình luận, từng chia sẻ, từng bài viết của mình về tình hình dịch bệnh đang diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay. Và đây là những hình ảnh được ghi nhận vào sáng 16 tháng 8 ngày hôm nay, ngày đầu tiếp tục giãn cách một tháng tại thành phố Hồ Chí Minh. Người dân lại ùn ùn ra đường, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ùn ứ với lực lượng phương tiện khá đông. Tại nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân ta phải quay đầu xe không thể qua chốt vì giấy tờ không hợp lệ. Nguyên nhân là có quy định mới, giấy đi đường buộc phải có thời hạn trong 7 ngày và người dân đã tỏ ra không hài lòng vì chưa được thông tin từ trước dẫn đến bị động. Và tại buổi sáng họp báo sáng ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức đã cho biết Chính phủ có chủ trương rõ, thành phố đang phối hợp với các tỉnh thành tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân các tỉnh đang sinh sống tại thành phố gặp khó khăn do dịch, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn do điều kiện kinh tế phải trả trọ. Ngoài ra, nếu các địa phương có kế hoạch cụ thể, thành phố sẽ tạo điều kiện để người dân về quê bằng các kênh chính thức đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe cũng như để người dân về trật tự, an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết, vừa qua thành phố đã thành lập trung tâm an sinh và thí điểm đặt trụ sở của trung tâm này tại các quận 5, 7 và 12. Mặt khác, thành phố đang đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ hai cho người lao động khó khăn do dịch. Về các gói hỗ trợ, ông Đức cho biết thành phố sẽ có nhiều gói hỗ trợ khác nhau tùy theo đối tượng. Trước mắt, các gói hỗ trợ sẽ kéo dài 3, 5 đến 7 ngày để đảm bảo cho người dân duy trì cuộc sống. Sau đó, tùy tình hình, thành phố sẽ bổ sung. Trung tâm an sinh điều phối ghi nhận nhu cầu. Riêng các F0 cách ly, điều trị tại nhà thì thành phố yêu cầu chăm lo thuốc men, lương thực, thực phẩm cho người dân, lưu ý đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân có điều kiện hơn, phải tạo điều kiện để họ mua được lương thực, thực phẩm để bệnh nhân hạn chế ra khỏi nhà. Theo ông Đức, thành phố Hồ Chí Minh có số dân đông, sinh sống trên diện tích rộng, nên việc tiếp cận đầy đủ các đối tượng khó khăn cần nỗ lực của cả hệ thống chính trị và kể cả người dân. Thành phố hiện phát huy đội ngũ tình nguyện viên cơ sở, quan tâm sâu sát để chăm lo cho các khu nhà trọ trong hẻm sâu, khu có đông công nhân, sinh viên. Rất mong muốn tiếp cận được với người dân càng sớm càng tốt. Trong việc này, hệ thống cơ sở quan trọng nhất, họ mới nắm rõ được số lượng, tình hình khó khăn của người dân. Do vậy, thành phố kêu gọi sự nỗ lực, trách nhiệm của các lực lượng cơ sở từ cấp tổ dân phố, khu phố trở lên để nhanh chóng rà soát, tiếp cận hỗ trợ cho người dân khó khăn, ông Đức đã nói. Và với những thông tin đã được cập nhật trong video này, Miệt Thứ hy vọng bà con mình có người thân tại Sài Gòn xin hãy yên tâm, hãy vững tin ở nhà chống dịch, ai ở đâu, ở đấy và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Chúc bà con mình có thật nhiều sức khỏe và tìm được niềm vui ở nhà.